của Tita. Anh cứ thử thoải mái nhá, xem là mình đã vừa ý chưa. Anh thấy thế nào anh? Chắc phải đấy. Chắc hơn. Chắc hơn. Ở cái chỗ cô này, một vinh rộng này, sống tự tin hơn hẳn nữa. Mà trước chia tay đi tốc độ cao thì nó không làm cua mạnh nhảy đâu. Vâng, đúng rồi. Kiểu gì mới phải gần như là vào cua này là mình phải hạ phanh nhiều hơn. Vâng, cảm giác phục zin đi nó kiểu nó chồng chành, mà khi mà đi cua nhanh này là nó nói chung là nó liên để không, gần như là không dám luôn đấy. Vâng, đúng rồi. Kiểu gì mình vào phát là tầm tốc độ 4-50 này là mình phải kiểu gì phải hạ phanh rồi. Vâng, đây mình vẫn có thể mình đường thoáng là mình vẫn cua là bình thường. Vâng, quả cua vừa rồi ấy, anh cua nhanh em ngồi em còn hơi giật mình. Nhưng mà xe nó vẫn chắc. Đâu chắc. Có camera phạt nguội. Anh đi thẳng lên kia, đi qua cái đường tàu kìa, qua đường tàu thì anh sẽ cũng sẽ thấy là vào đường tàu vâng hoạt động nhỉ. Nó những cái khi mà đi qua những đoạn đường sắt nó dập tắt cái dao động phía sau khá là tốt, xe ổn định hơn. Zin nó sẽ bồng bềnh sau rất là nhiều. Xe nội thất đẹp. Này con mới về kiểu gì chẳng làm thêm một đôi nữa. Thế anh đặt hai con. Mới đặt thêm một con nữa. Thì xe này để cho trẻ con đi học. À thế ạ. Con này anh lắp thêm cái hệ thanh rằng, thanh cân bằng với cả thanh chất ba nữa, thì nó cũng là một cái để nó bổ trợ cho cái thụt của mình. Nó cũng sẽ chắc chắn hơn và ổn định hơn khá là cao. Lắc xe mấy nhỉ? Đúng rồi, đoạn cua rồi anh cua cũng hơi khá là gắt. Mình muốn để xem cái độ lắc nó như thế nào. Mình muốn quay ngược lại phát để nó lắc. Bình thường con này đi như thế mình quay là xe nó cứ hơi lắc. Đúng rồi. Nó cứ bị hơi lắc. Nhưng quả vừa rồi là mình không thấy nó bị lắc. Vâng. Con Carnival này với cái bộ phuộc titan này thì em đánh giá nó kiểu gọi là kiểu như là hợp nhau như cậu với mợ ấy. Thế thì là hợp quá rồi thì là. Đúng rồi. Ban đầu không nghĩ là khi mà lắp lên thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả rõ rệt như thế đâu. Em chỉ nghĩ là nó sẽ gọi là cải thiện được một chút thôi. Nhưng mà lắp mấy xe rồi thì em thấy mọi người phản hồi đánh giá rất là tốt. Mà bản thân mình đi cũng thấy nó sự khác biệt khá là nhiều. Đúng là mình đi nó vào những cái sóc, những cái ổ gà hay là những cái đường cua mình thấy nó ổn định hơn. Vâng. Nó không bị rung lắc quá nhiều như những cái zin đầu của nó. Vâng. Phục zin của nó mềm quá. Tại vì những cái chỗ mà mình cua như chỗ vừa xong mình quay đầu nhá. Mình cua những chỗ khác, ví dụ những đường này. Vâng. Mình mà cua như thế kiểu gì nó cũng bị lắc. Vâng. Hoặc là cái đoạn vừa nãy mà từ chỗ đường D anh bổ vào ấy. Em thấy anh bổ khá là nhanh. Mình muốn bổ nhanh một tí để xem cái độ nghiêng của nó như nào. Kiểu gì, tại vì nếu mà mình phanh lại trước con kia là mình sẽ không cảm nhận được. Vâng, đúng rồi. Mình muốn vượt lên con kia để mình đánh thật nhanh thì cho nó xem cái độ
thuộc nó tốt không. Vâng. Bình thường là đi đi cái đoạn đấy là cái đoạn em hay đi làm mà, thì là em chỉ có đi xe đan em mới dám đi kiểu như thế thôi. Xe gần như đi qua cái đường tàu vừa xong là cái bánh sau mình đi qua phát là gần như là hết luôn. Vâng, nó dập tắt khá là tốt cái dao động phía sau khi mà mình qua cái đoạn gồ ghề, đoạn đường sóc. Nó không bị nhấp. Còn đâu như phục zin nó mềm nên là khi qua cái đoạn sóc xong là nó còn cái dao động thêm mấy cái nhịp phía sau, mà cái dao động phía sau đấy mới là cái làm cho mình khó chịu. Thế là nhiều người ta đi người ta bị say xe đấy. Vâng, đúng rồi. Người đây đấy. Đấy, là do người đây đấy. Vẫn có thể ga được thêm nữa. Đúng không? Ga đang hơn 50 mà. Vâng. Nhưng mà cảm giác vẫn có thể ga được thêm nữa. Rồi thôi. Đúng rồi. Thật ra là chưa giờ mình vào cua mà mình ôm cái tốc độ ga thế cả. Vâng. Thì nó rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Nên là mình thử thì mình dám thôi chứ. Vâng. Với cả đường dám. đang rất là vắng. Đúng rồi, đường vắng. Nên là mình có thể thử mình được. Mình thôi chứ. Đúng rồi. Có thêm một hai xe chúng ta không dám được. Vâng. Trên kia. Vừa nãy lúc em cua chỗ đấy cũng khoảng tầm 45 gì phải. Vẫn cảm giác là muốn thì vẫn đấy, thì lúc ấy mình bắt đầu vào cua là mình không giảm ga nhé. Vâng. Là mình mới đang là 45 rồi. Vẫn cảm giác muốn ga thêm. Vẫn ga lên được. Đấy. Nó vẫn là như thế, lúc ấy mình làm vâng. Ga hơn 50 đấy. Vâng. Đúng rồi, vẫn cảm giác muốn ga thêm nữa nhưng mà vì an toàn. Vì an toàn. Vì an toàn cho mình và mọi người. Tại vì chính ra đây là mình đi nó vắng thì mình ga được như thế chứ có người mình không dám ga thì dạ vâng